Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Lời đầu tiên cho Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe bình an. Và trong clip ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu nhanh với quý vị và các bạn bên cửa hàng của tôi về được mẫu loa của hãng BMB CSS210C. Đây là dòng loa sở hữu một bát 25 một chấp kèn. Và xin lưu ý với quý vị và các bạn, đây là dòng loa mới trong thùng xốp, full thùng xốp của hãng BMB, có nhà máy đặt tại China. Đối với những người ham chơi loa BMB, các cái dòng loa bốt Mỹ, thì chúng ta thừa biết rằng cái dòng loa BMB là một dòng loa rất là cao cấp. Nó bao gồm loa nằm, loa chấp giấy như dòng BMB 450C, 850C, 900C, 2000C vân vân. Và dòng loa chấp kèn thì nó có rất nhiều mode. Và hôm nay bên cửa hàng của tôi về được mode CSS210C. Tất cả hàng của hãng BMB thì được sản xuất tại China. Và hàng này là hàng mới full thùng xốp, nguyên đai nguyên kiện. Và với giá thành của hàng này ở trong các cái siêu thị nhập khẩu về thì nó khá là cao. Nó có giá trên dưới 40 triệu đồng. Quý vị và các bạn search trên mạng loa BMB CSS210C thì quý vị và các bạn sẽ thấy cái mức giá nó rất là kinh khủng. Giá của nó rất là cao đối với một đôi loa hãng. Nhưng khi chúng tôi nhập cái đường tiểu ngạch về thì sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá nó rất là mềm mại. Nó có giá rơi vào 13 triệu 500 nghìn đồng. Dòng bát 25, sở hữu một bát 25, một chép kèn. Đây là nguyên đai, nguyên kiện thùng của nó. Và nó được sản xuất tại China, công nghệ của Japan, hàng chính hãng của hãng BMB. Có rất nhiều hàng người hay nhầm lẫn rằng loa BMB sản xuất tại Nhật. Tất cả các cái dòng loa BMB từ những năm 90 đổ về đây thì nó đều sản xuất tại China. Nói chính xác hơn là nó rơi vào từ năm 96 trở về đây thì tất cả các dòng BMB chính hãng của hãng BMB www.bmb.com, hàng chính hãng của Japan, nó đều được sản xuất tại Trung Quốc. Nó giống như những chiếc điện thoại iPhone của Mỹ được sản xuất tại China và xuất đi các nước trên thế giới. Và số lượng về thì không được nhiều, hàng full thùng xốp. Giá ở trong siêu thị thì nó có giá trên dưới 40 triệu đồng. Và chúng tôi nhập qua đường tiểu ngạch thì bán cho quý vị và các bạn cái giá rất là mềm mại, 13 triệu 500 nghìn đồng, giá không mặc cả. Đây là tôi khui thùng ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Full thùng xốp. Hàng full thùng xốp. Đây là tem, sách chứng nhận sử dụng. Và model này là model loa màu trắng. Và tôi sẽ bê nó ra khỏi thùng cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái độ đẹp của nó. Và đây tôi đã khui nó ra khỏi thùng. Nó full thùng xốp. Loa màu trắng thiên nga rất là đẹp. Mới 100%. BMB màu trắng. Hàng mới full thùng xốp. Bán cho quý vị và các bạn với cái giá rất là ưu ái, 13 triệu 500 nghìn đồng. Đây là thông số kỹ thuật ở phía sau. Tần số 50Hz đến 20.000Hz. Công suất max 1.200W. Trở kháng 8 ohm. Made in China. Model BMB CSS210C. Tất cả các cái dòng của BMB thì khi nó có hai bản, một bản là SE và một bản là C. Bản C là bản dùng cho thị trường nội địa Trung Quốc và bản SE là bản xuất đi nước ngoài. Quý vị và các bạn hiểu rằng là khi người ta sản xuất tại Trung Quốc thì người ta có hai cái luồng hàng. Một là luồng hàng để sử dụng cho nội địa Trung Quốc thì nó là bản C. Còn tất cả bản có chữ SE là xuất đi nước ngoài. Về chất lượng thì nó là như nhau. Nó khác một cái là phân biệt hàng xuất đi và hàng dùng trong nội địa của Trung Quốc. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng.
Ở trong này thì họ có ghi các cái thông số tần số. Và đây là cái tiêm phụ. Tiêm phụ này thì tất cả những cái chiếc loa BMB trong thùng xốp thì nó đều có tiêm phụ. Đối với dòng loa full thì thường thường ở nước ngoài là người ta bán theo chiếc, người ta không bán theo cặp. Tất cả dòng loa full có nghĩa là mình mua bao nhiêu chiếc thì người ta bán theo bấy nhiêu chiếc, người ta không bán theo cặp. Bán theo cặp thì chỉ có các cái dòng loa nằm, vì loa full là người ta làm ở sân khấu. Có thể là một cái sân khấu người ta cần 100 chiếc thì người ta mua 100 chiếc, hoặc người ta cần 50 chiếc thì người ta ghi mua 50 chiếc. Nó không phải bán theo cặp như loa nằm chúng ta dùng trong gia đình. Với giá tiền 13.500.000 đồng một đôi, giá rất là hợp lý cho quý vị và các bạn. Và đây là cơ hội có 102 để chúng ta sở hữu một đôi loa chính hãng được bóc trong thùng xốp. Nếu quý vị và các bạn bước chân vào siêu thị thì nó có giá trên dưới 40 triệu đồng. Tôi search trên mạng thì thời điểm cao nhất nó có giá tầm hơn 40 triệu đồng. Và cái hàng này thì được nhập qua đường tiểu ngạch, tức là chúng ta nói nôm na tức là hàng không có đóng thuế thì giá nó mới mềm như vậy. Và hàng không có đóng thuế thì khi mà bị bắt thì có nghĩa là bị thu 100% và bị phạt hành chính khá là nặng. Cho nên là quý vị và các bạn mua những cái hàng này thì cái lợi là lợi cho khách hàng, chứ còn chúng tôi thì cũng hên xui được ăn thua chịu. Khi mà bị bắt thì mất trắng, còn nếu không bị bắt thì bán cho quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn được hưởng lợi khá là nhiều, chứ còn chúng tôi thì hên xui được ăn thua chịu. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Vision Audio làm tiếp theo. Và xin thông báo với quý vị và các bạn số lượng không được nhiều. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu một đôi loa BMB dòng loa full bass 25 chép kèn mode CSS 2010C thì hãy nhấc máy gọi cho Vision Audio. Cửa hàng của tôi sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình, số Zalo 0978 527 827. Và đây bên cửa hàng tôi vừa về được một đôi loa bầu, hay chúng ta hay quên gọi là loa bốt 301 Series 2, dòng 301 Series 2 màu vân gỗ. Hàng này trùng cặp, mã trùng cặp 88705. Và có nhiều người thì hỏi rằng là cái dòng loa này nó sản xuất ở đâu. Nó là loa công nghệ của Mỹ, nó sản xuất tại Mexico hoặc là Canada. Và cái đôi loa này thì ở trên cái tiêm này có ghi là Made in Canada. Nó chỉ dán trên một thùng, còn một thùng không dán. Và đôi loa này thì nó trùng cặp và e căng của nó rất là đẹp, không có vết rách gì. E căng của nó rất là đẹp. Và dòng 301 Series 3 màu đen, hàng trùng cặp thì bên cửa hàng của tôi vẫn còn. Và có nhiều quý vị và các bạn đang hỏi tôi là cái dòng âm ly 305C chạy xòa Mỹ. Thì bên cửa hàng của tôi vừa về được một chiếc 305C chạy 8 xòa Mỹ, xòa Exico. Dòng này chúng ta đánh được hai cặp bốt như dòng 301 Series 3, 301 Series 2, hoặc đánh một cặp 501 Series 4. Còn đối với dòng 203N thì chúng ta chỉ đánh được một cặp 301 Series 2 hoặc 301 Series 3. Có nghĩa là dòng 203N thì nó chạy có 4 sò. Cái công suất của nó có 100W trên một kênh. Còn dòng 305C nó chạy 8 sò, công suất của nó 150W trên một kênh. Nên dòng 305C này nó khỏe hơn. Và 305C thì nó vẫn chạy mên mạch của dòng 203N. Con này là đời 96 thì nó chạy dòng mên mạch của 203N đời 96. Trên mên của nó có chữ DS màu xanh. Xin lỗi quý vị, chữ NS màu xanh. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Các cái hàng chạy máy của dòng N thì chúng ta phân biệt nó rất là dễ. Nó có chữ NS màu xanh đen thì đó là đời 96, đời 94 thì nó là con NS màu xanh đen. Và dòng này là dòng vang liền.
Đối với dòng vang liền thì cái bội echo của nó, quý vị và các bạn sờ bên dưới này, nó có một hàng chữ tiếng Anh xô lên nhau bên dưới. Dòng này chất âm của nó thì nó như dòng 203N đời 96, 97, nhưng công suất của nó thì lớn hơn. Đối với các dòng âm ly Jaguar thì bên cửa hàng tôi về khá là nhiều. Chẳng hạn như đây là dòng âm ly 203 ba la mã. Có rất nhiều phiên bản. Đây là phiên bản chạy sò SK. Phiên bản chạy sò SK. Tiếng của nó rất là mềm mại. Nó có phiên bản chạy sò SK, sò Toshiba, sò KTA, KTC, sò Sanken. Nó tùy theo sở thích của mỗi người mà chúng ta dùng các cái dòng sò nó khác nhau, vì cái chất âm của nó và cái công suất của nó có khác nhau một chút. Và quay trở lại với chủ đề chính thì quý vị nào có nhu cầu muốn sử dụng một đôi loa BMB hàng chính hãng được bóc tem trong thùng xốp mới 100%, hàng full thùng xốp Model CSS2010C thì hãy gọi theo số máy 0978 527 827. Cửa hàng của tôi sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn với giá 13.500.000 đồng so với giá trong siêu thị và các nhà nhập khẩu rất là nhiều. Giá trong siêu thị và giá của nhà nhập khẩu bán ra nó rơi vào trên dưới 40 triệu đồng. Và đây là cơ hội ngàn năm có một để cho quý vị và các bạn được sở hữu một đôi loa màu trắng rất là đẹp, rất là bắt mắt, rất là sang trọng, rất là quý phái của hãng BMB, dòng loa Bass 25. Cái này thì chúng ta có thể dùng làm loa lời cho những bộ dàn karaoke lớn, hoặc chúng ta ghép cùng với dòng loa bầu 601, hoặc các cái dòng loa nằm của BMB, dòng Bass 25, hoặc các cái dòng loa bầu Bass 20, Bass 25 như dòng 501 CD4. Nó rất là hợp lý vì dòng này tiếng của nó rất là hay. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Quý vị và các bạn muốn xem nội thất thì chúng ta chỉ cần search trên mạng ở Bảo Châu Electronic và các công ty lớn họ bổ ra nội thất nó giống nhau, vì hàng hãng thì nó không có gì khác nhau, nó chỉ khác về cái model màu trắng hoặc màu đen. Nên cái hàng này là hàng mới thì chúng tôi không muốn bổ nội thất ra làm gì. Quý vị và các bạn search trên mạng, có rất nhiều công ty lớn họ bổ nội thất. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.